Lần đầu tiên sau 3 mùa giải, Arsenal mới tìm lại cái cảm giác ăn mừng chiến thắng khi đền làm khách trước Crystal Palace, khi ở vòng đấu vừa qua họ vừa bắn hạ bầy đại bàng xanh ngay tại cung điện thủy tinh với tỷ số 3-1. Một kết quả mà có thể khi trong mơ, những người hâm mộ của pháo thủ cũng khó có thể nghĩ đến, khi đội bóng con cưng của họ đã liên tiếp ghi đến 2 bàn thắng trong vòng 4 phút bù giờ ít ỏi cuối cùng, và tránh việc bị cầm hòa bởi đội bóng chủ nhà. Martinelli và Nicola Pepe là hai cái tên xuất sắc nhất trận của Arsenal, với việc thay phiên nhau xé toang mảnh lưới của thủ thành Guaita, và qua đó giúp cho đội bóng mà huấn luyện viên Mikel Arteta đang dẫn dắt, chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trước Crystal Palace kể từ tháng 10 năm 2018. Với 3 điểm vừa có được, thì cơ hội le lói để cho Arsenal tham dự cúp châu Âu mùa sau đã trở lại. Hiện tại, họ đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh với 58 điểm, hiện đang kém 2 vị trí xếp trên của Everton và Tottenham chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Tuy đã không còn quyền tự quyết, nhưng đừng quên ở loạt đấu cùng giờ cuối cùng, Tottenham sẽ phải chạm mặt với đội bóng vô cùng khó chịu như Leicester City, còn lại Everton phải hành quân đến Etihad để diện kiến tân vương của giải đấu. Vì vậy, chỉ cần có được chiến thắng ở vòng đấu còn lại, thì cơ hội để họ tham dự Europa Conference League không phải là không có. Đến với trận đấu cuối cùng, Arsenal sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Brighton đến làm khách. Trải qua 5 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đang có cho mình chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có đến 4 thắng và 1 trận hòa. Nếu như pháo thủ có thể tìm lại bản ngã của mình sớm hơn, thì có lẽ họ đã không phải chật vật tìm một suất dự cúp châu Âu vào mùa sau, và thậm chí chính đội bóng thủ đô mới là cái tên có mặt tại trận chung kết Europa League để thư hùng với Manchester United chứ không phải Villarreal. Dẫu vậy, nếu như đời không có chữ nếu, thì mọi chuyện có lẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Tất nhiên, với phong độ đang rất thăng hoa như hiện nay, và cùng với đó là lợi thế về sân bãi, thì tất nhiên đội bóng của huấn luyện viên Arteta đang là cái tên được các chuyên gia đánh giá rất cao trong trận đấu này. Tuy nhiên, Arsenal sẽ không thể nào được phép chủ quan trước Brighton, một đội bóng vừa khiến cho tân vương Man City phải nhận lấy trận thua muối mặt với tỷ số 2-3. Vì vậy, nếu không muốn dẫm lên vết xe đỗ của sắc xanh thành Manchester, thì cần phải thận trọng tuyệt đối, và tất nhiên họ sẽ không muốn đối mặt với việc lần đầu tiên không tham dự cúp châu Âu sau 25 năm. Về phía đội khách, Brighton vừa có được chiến thắng lần đầu tiên trước Man City trong lịch sử, kể từ khi lên chơi tại giải đấu cao nhất nước Anh vào mùa giải 2017-2018 cho đến nay. Dẫu cho đã để cho Man City dẫn trước đến 2 bàn, nhưng với việc đội khách chỉ còn chơi với 10 người trên sân ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, thì đội bóng của huấn luyện viên Potter đã lấy lại thế trận một cách triệt để. Cụ thể là ở trong hiệp thi đấu thứ 2, bầy chim mồng biển đã nắm quyền kiểm soát bóng lên đến 72% và kèm theo đó là 12 pha dứt điểm trái phá hướng về khung thành Ederson. Những cho sát, Webster và Janburn là những cầu thủ phía Brighton lần lượt mang về những bàn thắng vô cùng quý báu cho đội bóng của mình, và qua đó giúp cho đội bóng chủ sân Amex có màn lội ngược dòng không tưởng trước tân vương của giải đấu với tỷ số 3-2. Với 3 điểm vừa có được, thì lúc này Brighton đã vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh với 41 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này, dẫu cho ở thời điểm hiện tại, Brighton đang liên tiếp mang về những kết quả rất bất ngờ, khi liên tiếp có được những kết quả tốt trước các đội bóng được đánh giá mạnh hơn như Leeds, Man City và cầm hòa West Ham. Tuy nhiên, điều đó chỉ được diễn ra khi đội bóng này được chơi ngay trên tổ ấm của mình mà thôi. Còn mỗi khi phải thi đấu xa nhà, thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác đối với Brighton. Cụ thể trong 8 trận sân khách gần nhất của mình, đoàn quân của huấn luyện viên Potter chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại 2 trận hòa và để thua đến 5 trận. Vì vậy, người hâm mộ của Brighton lúc này nên cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Tất nhiên, trận thua này cũng không hề ảnh hưởng gì đến bầy mồng biển, vì họ đã chắc suất trụ hạng, thế nhưng sẽ không có bất kỳ đội bóng nào muốn kết thúc trận đấu cuối cùng của mùa giải bằng một thất bại cả. Họ luôn muốn có được chiến thắng để làm món quà gửi tặng đến người hâm mộ trước khi mùa giải khép lại. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Arsenal với Brighton. Tỷ lệ nổ tài của Arsenal đạt 50%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 60%. Có 40% kết quả về lẻ. Arsenal ghi được 18 bàn, để thủng lưới 6 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,8 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Brighton đạt 50%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 60%. Có 60% kết quả về lẻ. Brighton ghi được 13 bàn, để thủng lưới 9 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,3 bàn. Dự đoán kết quả Arsenal với Brighton. Với việc bắt buộc phải giành lấy chiến thắng bằng mọi giá, rồi mới trông chờ vào những kết quả của loạt đấu cùng giờ, thì rõ ràng Arsenal sẽ là đội bóng phần lớn có khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này. Vì vậy, với việc kèo chấp châu Á chỉ ở mức nửa một, thì việc đặt niềm tin vào Arsenal sẽ không phải là lựa chọn quá mạo hiểm.
nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.